máy bay chở Đức Thánh Cha Francisco đáp xuống phi trường quốc tế Benito Juárez của thủ đô Mexico lúc 7 giờ rưỡi chiều giờ địa phương. Đây là lần thứ 7 một vị giáo hoàng đến thăm nước này, 5 lần do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và 1 lần do Đức Biển Đức 16 từ 23 đến 26 tháng 3 năm 2012. Nhưng Ngài không đến thủ đô Mexico vì thành phố này ở độ cao 2.240m, không hợp cho sức khỏe của Ngài theo lời khuyên của các bác sĩ. Giáo hội Công giáo tại Mexico đứng thứ 2 tại Mỹ Châu Latin sau Brazil, xét về dân số Công giáo. Thực vậy, quốc gia này rộng gần 2 triệu cây số vuông với 120 triệu dân. Trong số này, 110 triệu là tín hữu Công giáo, tương đương với 91,9% dân số và thuộc 95 giáo phận với 7.165 giáo xứ, 176 giám mục, 12.930 linh mục giáo phận và 3.965 linh mục dòng. Ngoài ra có hơn 908 phó tế vĩnh viễn, 1.706 tu huynh và hơn 27.000 nữ tu, 6.548 đại chúng sinh. Bình quân tại Mexico cứ 6.500 tín hữu Công giáo thì có một linh mục, theo Đức Tổng giám mục Pierre Christophe, người Pháp. Từ 9 năm nay là sứ thần tòa thánh tại Mexico. Từ nhiều năm nay, nước này sống trong tình trạng rất khó khăn và đau khổ vì vấn đề bạo lực, do hiện tượng đau buồn là nạn buôn bán ma túy, cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, có cuộc nổi loạn của những người buôn ma túy ở trong nhà tù ở thành phố Monterrey, làm cho 49 người chết và 12 người bị thương. Cả các linh mục cũng là nạn nhân của nạn bạo lực. 40 vị đã bị giết chết. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Enrique Peña Nieto và phu nhân tiếp đón. 4 em bé trong y phục cổ truyền đã tặng hoa và một bình đựng đất Mexico cho Ngài. Ngài cũng được tặng chiếc mũ rộng vành của Mexico, trong khi đoàn vũ trình diễn trong hân hoan để chào đón Ngài. Mexico còn có vấn đề lớn khác nữa, đó là nạn di dân lén lút, giống như ở miền Nam Âu Châu hiện nay. Nghĩa là rất nhiều người từ Mỹ Châu Latin tới Mexico để từ đây tìm đường lẻn vào Hoa Kỳ, nhưng rồi không đi vào Mỹ được, nên họ buộc lòng phải ở lại Mexico. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết, tình trạng rất phức tạp. Di cư vốn là điều thuộc về cuộc sống và lịch sử của chính nước Mexico. Nhiều người Mexico đang sống tại Hoa Kỳ và có quốc tịch Mỹ, nhưng nhiều người khác không có giấy tờ và là những người di dân lén lút. Họ tìm cách vào Mỹ với hy vọng tìm được cuộc sống kinh tế tốt đẹp hơn. Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này là nạn nghèo đói. Nhiều người Mexico cảm thấy cần phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng ra khỏi nước không phải là điều dễ dàng vì có rất nhiều luật lệ hạn chế. Do đó, họ buộc lòng phải đi đường lén lút. Tình trạng này đang biến thành một thảm trạng thực sự của đất nước. Và những tổ chức bất lương khai thác tình trạng nghèo đói và ước muốn di cư của dân chúng. Thêm vào đó, có tình trạng nhiều người di dân đến từ các nước ở phía nam của Mexico. Biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ thật là mênh mông và người ta có thể lẻn qua dễ dàng. Nhưng họ phải trải qua hành trình rất dài từ Nam lên Bắc. Đó là một hành trình đau khổ với bao nhiêu khó khăn và vấn đề, cũng như có rất nhiều nguy hiểm rủi ro. Tôi thiết nghĩ vấn đề di dân không phải chỉ liên hệ tới Mexico mà thôi, nhưng toàn thể Mỹ Châu nữa. Chúng tôi hy vọng một ngày kia người ta sẽ tìm được một giải pháp, nhưng ước gì giải pháp này thực sự phục vụ cho con người. Trong số những khía cạnh tích cực của xã hội Mexico, chắc chắn người ta phải kể đến niềm hy vọng mạnh mẽ, ăn rễ nơi một đức tin sâu xa. Trong bối cảnh đó, theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, dân Mexico mặc dù gặp bao nhiêu vấn đề và đau khổ, họ vẫn duy trì niềm tin sâu xa ấy và biểu lộ qua lòng đạo đức chân thực và mạnh mẽ, một lòng đạo đức mang lại cho họ niềm hy vọng lớn lao. Dân nghèo có một niềm hy vọng sâu xa
một niềm tin vững chắc nơi Chúa Kitô, nơi Mẹ Maria, Đức Mẹ Guadalupe ở trung tâm lòng sùng mộ của mọi người. Vì họ coi Ngài như người mẹ, họ cần sự bảo vệ. Đức Thánh Cha Francisco thường nói đến câu nói đùa của nhiều người Mexico: "Tôi là người vô thần nhưng tôi kính mến Đức Mẹ Guadalupe." Câu nói biểu lộ ảnh hưởng quan trọng của Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico. Đức Thánh Cha lên xe mui trần để về tòa sứ thần tòa thánh, và dọc đường 23 cây số rất đông đảo dân chúng đứng hai bên đường dành cho Ngài một cuộc tiếp đón rất nồng nhiệt.